is my life. Gọi anh lại quý đôn vào nhận hàng. Nên em là Đại Quý Lôn. Thì đây là hai giá cao tương đương hai ngón tay, nắp chai C2 thôi, tương nắp chai C2 thôi. Em đang bắn máy đo. Đây, cái cành Đài Loan của anh thì nó bị sần sùi như thế này. Em không biết là anh đã làm cái gì cái cành của anh. Bắn máy đo. Chả nắng gì trời. Tám ba tám bốn thì đây mờ với trời. Đó chồng ơi, một trái. Viên này kẹo viên này nhẹ vậy ta. Xịt rồi. Cái quả này xịt quá trời. À, không xịt là phát lụm. Rồi bắn máy đo là cho anh Quý coi nữa, để anh Quý nói tào lao. Tám mươi tư xong. Ok nha anh Quý, cạnh của anh nó sằng sụi gì đây. Rồi tiếp tục nha anh Quý. Quý Đôn về Zalo tên Quý Đôn. Thì ở đây em đục sẵn một lỗ. Thì để đẳng em kê tâm ngay đây em bắn. Còn em bắn 3 viên. Coi mới xem độ chậm nha anh Quý. Lon ngay lỗ. Tám mươi bốn.
viên. Đây nó lành tự nhiên cái gió. Hai viên. Nãy con tút trên trời. Bốn viên. Má viên nó lỏng lỏng thấy nghi lắm rồi. Nằm viên, viên nó đúc đít luôn rồi. Sáu viên, đúc đít banh cái lỗ luôn. Viên này lỏng nữa nè. Chỉ viên. Cành này lon của anh nha. Đây. Đã khẩm. Cái này thì bẫy luôn. Này cách vô đây là nắp chai C2. Hồi nãy viên đây là quá nhẹ nha. Viên này là cái kẹo. Mà 7 viên, 6 viên còn lại là nằm hết vô chỗ này. Anh coi đây. Viên này là ngay tâm hồi nãy em đục lỗ rồi. Thì ở đây anh coi đây. Ngón tay em đây. Không có to đâu nha anh. Nắp chai C2 thôi. Ok nha anh. Chia sẻ clip này lên động vải nha.